Dạ vâng, em xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Hôm nay em xin giao lưu đến cả nhà cây bông trang hồng sữa hoặc là màu cam sữa. Có một số khách thì gọi là màu cam sữa cả nhà. Dạ đây, đây là ảnh nè. Đây là cây con mà em cắm ảnh được. Cái này có bông nè cả nhà. Còn đây là cây mẹ của bên em. Đây là cây mẹ. Màu hồng sữa. Rất là đẹp. Cả nhà mua ủng hộ giao lưu thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0911643600 nha cả nhà. Màu hồng sữa.